Bây giờ ha, các bạn ha, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi đầu tiên của môn thực vật dược. Thì đây là giống như nó là một cái môn chuyên ngành, tuy nhiên nó cũng là một trong những cái môn nền tảng ha, giúp các bạn có thể nhận biết được thực vật thông qua các cái hình thái cũng như là thông qua những cái sâu hơn về vi phẫu cũng như là về các cái cấu tử vi học của nó, để dựa vào đó chúng ta có thể nhận biết được. Thì trong thực vật có những cái loài nó gần nhau, ví dụ như những cái loài cùng họ hoặc là những cái loài cùng chi, nó sẽ có những cái đặc điểm giống nhau và đôi khi chúng ta sẽ không nhận biết được bằng về cảm quan bên ngoài hay là nhận biết được bằng mắt thường, thì chúng ta sẽ dựa vào cấu tử cũng như là dựa vào các cái đặc điểm sâu hơn về vi học để chúng ta có thể xác định và chúng ta phân loại được các cái loại thực vật ha. Rồi thì môn thực vật dược chúng ta sẽ có 10 buổi. Tuy nhiên là thầy sẽ cố gắng dạy cho các em trong vòng 8 đến 9 buổi. Thì buổi cuối cùng mình sẽ có một cái phần khá là quan trọng, thì xíu nữa thầy sẽ nói sau. Về hình thức kiểm tra thì nếu mà không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ có hai bài. Đầu tiên là bài kiểm tra 15 phút. Thì chúng ta sẽ có một phần trắc nghiệm 20 câu về cái phần hình thái thực vật. Thì hình thái thực vật á, các bạn đã có sách sẵn rồi đúng không? Dạ Rồi. không. Hình thái thực vật thì chúng ta sẽ có cái phần chương 1, 2, 3 và 4. 1, 2, 3, 4. Là về phần hình thái thực vật. Thì phần này nó rất là đơn giản thôi, nên là kiểm tra 20 câu thì nó nhanh thôi. Rồi, tiếp theo một bài nữa đó là bài kiểm tra 45 phút. Thì đến trường yêu cầu là thầy làm đề tự luận cho các bạn. Tuy nhiên là môn này là một môn rất là nhiều và rất là rộng. Và về cái việc thực vật thì thầy nghĩ là không không cần ép các bạn học thuộc, tại vì nó đã có sẵn hết trong sách và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo được. Thì cái phần 45 phút về phần này thì thầy sẽ cho các bạn làm một cái phần báo cáo nhỏ về cái phân loại thực vật, có nghĩa là về chương 5 và chương 7. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ học về chương 7 thôi, đó là các giới thực vật bậc cao, và các giới thực vật bậc thấp thì nó chỉ là tảo thôi, nó chỉ là tảo thôi, nên là thầy sẽ bỏ qua cho các bạn tham khảo chương này, mình không có học đâu. Mình sẽ học vào chương 7. Chương 5 về phân loại thì cái phần phân loại thì nó cũng dễ thôi. Và chương 7 chương phân giới thực vật cao, thì cái chương 7 là một chương rất là quan trọng, nên là thầy sẽ cho các bạn làm một cái bài báo cáo. Thì buổi cuối cùng mà nãy thầy nói là thầy sẽ cố gắng sắp xếp cho các bạn 8 đến 9 buổi á, thì nếu sớm trong vòng 8 buổi thì vào buổi thứ 9 thầy sẽ ra đề cho các bạn. Thì đề nó sẽ có hai, chọn một trong hai đề đó các bạn làm. Và tiếp là cái buổi dành ra để thầy hướng dẫn cho các bạn là cách thức trình bày như thế nào cũng như là trích tài liệu tham khảo như thế nào. Chắc chắn buổi hôm đó là chúng ta sẽ đủ. Và sau buổi hôm đó thì các bạn thứ nhất thầy làm thầy sẽ gửi cho một cái file mẫu. Rồi đó, nếu mà chúng ta thứ 8 và vào buổi thứ 10 tìm được tài liệu, sau khi tìm được tài liệu xong thì gửi về mail cho thầy thì để thầy tiến hành chỉnh sửa hết được cho gần 200 thầy. Cái điểm sai và dễ sai đó thì thầy sẽ cho các bạn nắm. Các bạn yêu cầu các bạn làm như thế nào? Và Tội lát của thầy ơi. thầy ơi, thầy nói lại đi, nó bị lát rồi thầy, nghe chập chờn lắm thầy. Thầy ơi, không nghe rõ thầy ơi. Alo, các bạn nghe lại chưa? Rồi thầy. Rồi bây giờ thầy sẽ nói lại cái hình thức kiểm tra cho các bạn ha. Rồi, kiểm tra về phần 15 phút đó, thì chúng ta sẽ có cái phần trắc nghiệm 20 câu về hình thái thực vật. Thì cái phần này các bạn đã nghe rõ chưa? Dạ rồi.
Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có bài kiểm tra 45 phút. Thì bài này thì thầy sẽ chuyển từ bài kiểm tra tự luận thành một cái bài báo cáo ngắn. Thì cái phần báo cáo này nó sẽ tập trung vào cái chương 7 là chương phân giới thực vật bậc cao. Tại vì trong phân giới thực vật bậc cao thì chúng ta sẽ có họ, bộ, họ, chi, loài đúng không? Thì thầy mình sẽ dựa vào cái khung đó để mình làm báo cáo ha. Thì sẽ có hai đề cho các bạn làm. Thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai đề đó các bạn làm, thấy đề nào dễ thì làm. Và trong buổi thứ 9 á, nếu mà xong sớm bài sớm á, thì buổi thứ 9 thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách thức trình bày như thế nào, cũng như là cách thức tìm tài liệu ra làm sao để chúng ta sử dụng cái đó chúng ta đưa vào bài báo cáo. Và buổi 10 là cái buổi mà thầy sẽ lựa ra một số bài mà có những cái điểm sai điển hình đó, thầy sẽ sửa cho các bạn. Thì khi sửa như thế thì các bạn cố gắng xem cái bài của mình nó có sai như thế không, thì các bạn phải về hoàn thiện và sửa theo. Sau đó thì các bạn nộp qua, các bạn gửi cho lớp trưởng ha, các bạn gửi cho lớp trưởng thì lớp trưởng sẽ gửi về mail cho thầy một file và một cái mail gửi về cho trường để trường lưu lại cái bài thi của các bạn. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn là sau khi làm xong thì chúng ta nộp qua hai mail, một là mail thầy để thầy chấp thu, hai là mail của phòng đào tạo, được chưa bạn? Rồi các bạn nghe rõ chỗ này không ạ? Ok, rồi bạn nào chưa nghe thì liên hệ lại với lớp trưởng của mình để nắm rõ hơn cái phần này ha. Chúng ta sẽ cố gắng học phần lý thuyết trong vòng từ 8 đến 9 buổi. Sau khi xong phần lý thuyết, thầy sẽ ra đề kiểm tra cái phần báo cáo và hướng dẫn cho các bạn cách thức trình bày cũng như là cách thức tìm tài liệu để chúng ta làm báo cáo cho tốt ha. Và nếu mà còn dư dả thời gian thì thầy sẽ buổi hôm sau thì thầy sẽ cố gắng lấy ra một số bài để sửa cho các bạn những cái điểm sai. Thì những cái bạn còn lại chúng ta theo theo dõi và quan sát, thì chúng ta nếu mà sai như thế thì chúng ta có thể sửa lại ha. Rồi bạn nào mà bạn hơi lắc hoặc là nghe không rõ thì các bạn phải nói liền cho thầy để thầy nhắc lại cái phần đó hả bạn. Mình có rất là nhiều thời gian nên là chúng ta cứ vui vẻ học bài ha. Rồi thì cuối mỗi buổi tùy vào cái khối lượng kiến thức hôm đó cũng như là cái thời gian mà thầy truyền tải cho các bạn, nếu mà kịp thời gian thì chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ trên Kahoot. Bạn nào ở đây đã làm Kahoot rồi? Dạ rồi thầy. Kahoot rồi thì các bạn biết ha, bài kiểm tra nó chỉ khoảng 10 câu thôi, nó rất là dễ. Thầy ơi, Đây. xin nhận cho em ghi lại nha thầy, để gửi cho mấy bạn á. Em ghi lại cái bài á. Bạn muốn ghi lại nội dung gì? Không không, tức là quay lại toàn buổi buổi học á À, bạn cứ quay đi không sao đâu. thầy. Dạ, vui lòng yêu cầu quyền ghi từ người chủ trì cuộc họp thầy. À, là thầy không cho bạn quay hả? Để coi coi. Bên Zoom này nó hơi bất tiện một xíu là nó phải cái gì nó cũng đòi yêu cầu quyền hết. Ủa, thầy đâu có cấm các bạn quay đâu ta? Trong quyền truy cập có nè. Rồi, bạn thử lại đi bạn. Không quay được thầy. Thầy chấp nhận hết các yêu cầu rồi mà. Rồi, bạn thử lại xem. Cái này giờ chắc chỉ có thầy quay được thôi thầy ơi, nó vẫn hiện lên cho em là yêu cầu vui lòng yêu cầu quyền ghi từ người chủ trì cuộc họp. À, rồi vậy thôi để thầy quay ha. Ủa, sau đó quay cái này rồi thì nó lưu ở đâu ta? Nó có lưu trên Zoom cho các bạn không?
Dạ không thầy, sau đó thầy gửi qua qua cho thầy nói với lại thầy Ngọc á, gửi lên trên nhóm dược chung á, là tụi em lên đó tụi em lấy được thầy. Coi coi. Nếu mà các bạn học trên team thì nó sẽ dễ hơn tại vì nó lưu trực tiếp trên đấy luôn. Recording in progress. Ok, thầy quay được rồi. Rồi thì về cái nội dung ba quát qua thì các bạn đã nắm được hết rồi, cái này thầy sẽ không nhắc lại nữa. Rồi, thì đầu tiên là chúng ta vào cái môn thực vật dược đó, thì chúng ta phải nắm được cái vai trò của thực vật và nó có vai trò quan trọng như thế nào đối với thiên nhiên, đối với ngành dược, cũng đối với con người mà chúng ta phải học nó. Thì bạn nào xung phong nói sơ cho thầy biết về cái vai trò của thực vật, nó ảnh hưởng như thế nào đối với thiên nhiên, tới con người hoặc là đối với cái ngành mà các bạn đang học. Có vai trò quan trọng thầy. À thì biết nó là quan trọng rồi, nhưng mà nó quan trọng như thế nào ạ? Nó giúp điều hòa CO2, O2 và nước. À, điều hòa CO2, O2. À, rồi gì nữa, bạn? Nó sẽ làm giảm đi cái sự ăn xói mòn đất. À, giảm xói mòn đất, giảm hiệu ứng nhà kính. Còn gì nữa không? Mình có ăn nó không? Dạ có. À, nó cung cấp thực phẩm cho mình đúng không? Rồi, Dạ. ví dụ kem dưỡng da các bạn xài, thuốc các bạn uống thì hầu hết đa số là đều có nguồn gốc từ thực vật ha. À, nó có vai trò rất là quan trọng trong cái việc tổng hợp được các cái hợp chất hữu cơ phức tạp. À, ví dụ như các cái khung cấu trúc hoặc là các cái cấu trúc phân tử lớn, ví dụ như là protein nè, là về các cái phân tử đường glucid nè, là về các phân tử chất béo lipid. À, ngoài ra những cái thực vật mà không có diệp lục đó, đó là những cái thực vật bậc thấp mà thầy kêu các bạn tham khảo đó, thì chủ yếu nó là các loại tảo, các loại rong thì tại vì nó không có diệp lục nên là nó sẽ có một số tên gọi, ví dụ như là rong nâu, rong mơ, rong nâu, tại vì nó có màu nâu, nó không có diệp lục nhiều thôi. Mặc dù nó vẫn có các cái chlorophyll nhưng mà chlorophyll đó nó không có quy định về diệp lục nên là nó không có màu xanh. À, rồi thì đối với những cái thực vật này thì nó có thêm một cái chức năng nữa, đó là nó sẽ phân hủy các cái hợp chất hữu cơ về dạng cơ bản hơn hoặc là về cái dạng vô cơ ban đầu để cung cấp dinh dưỡng cho những cái loài thực vật khác, hoặc là cung cấp dinh dưỡng cho đất, làm đất màu mỡ hơn. Rồi, đối với con người thì hầu hết tất cả các hoạt động sống của con người thì đều vây quanh thực vật hết, hầu hết là đều dựa vào thực vật hết, thậm chí cả hô hấp. Con người và động vật thì mình lấy oxy và mình thải ra khí CO2, tuy nhiên là đến với một cái mức độ nào đó thì cái lượng khí CO2 nó càng ngày càng tăng. Nếu mà không có thực vật thì cái lượng khí này nó tăng hoài như thế thì nó sẽ không đủ khí oxy cho chúng ta hô hấp và duy trì cái cuộc sống. Cũng như là ngoài ra thì thực vật nó cũng cung cấp lương thực và thực phẩm cho mình. Mình ăn uống hàng ngày thì có rau, có salad, Nghe mẹ. đó là thực phẩm. Ngoài ra nó còn cung cấp các cái vật dụng để phục vụ cho Em con người. y tế hả? Có. Ở dưới đây nè, chị vợ. Rồi Đang bạn mất thì bạn mất chị chịu khó tắt mic cho mình. Đúng rồi, đang học gì vậy? Dạ, em nghe rồi. Rồi, ngoài ra thì thực vật nó còn cung cấp các cái vật dụng để phục vụ cho con người nữa. Có thể là gỗ của các bạn xây nhà đó, hoặc là thậm chí là cái quyển vở các bạn viết đó, nó cũng có nguồn gốc từ thực vật. À, nên là cái vai trò của thực vật rất là quan trọng trong đối với con người cũng như là đối với thiên nhiên. Rồi, còn đối với ngành dược của mình thì như thế nào? Thì từ xa xưa thì ông bà ta đã biết sử dụng cỏ dại để làm thuốc chữa bệnh. Nhưng mà mới đầu vào thì người ta có biết là cái cây đó nó chữa bệnh gì không bạn? À, người ta không hề biết cái điều đó ha, người ta không hề biết, nên là người ta phải có một cái cách khác, đó là người ta thử và sai. À, từ xưa thì người ta sử dụng rất là nhiều cây cỏ trong ăn uống nè, cũng như là trong trị bệnh. À, ví dụ như té ngã trầy xước, hoặc là từ xưa đi ông bà xưa hoặc là những cái người cổ thì người ta
sử dụng cây cỏ trong ăn uống hàng ngày thì người ta cảm thấy là khi mà ăn cái cây này cảm thấy nó khỏe, hoặc là ăn cây này cảm thấy là những cái vết thương nó nhanh lành. Vậy thì từ đó người ta tích lũy kinh nghiệm và người ta dựa vào đó người ta truyền qua các cái thế hệ sau, rồi sau này bắt đầu có ngôn ngữ, có ký hiệu cũng như là có các cái phương thức lưu lại, thì lúc đó chúng ta mới biết là những cái cây thuốc đó chữa bệnh gì. Trước đây thì người ta không biết và người ta đã bị ngộ độc rất là nhiều tại vì thử thuốc. Thậm chí những cái nhà cái thầy thuốc ngày xưa đó, người ta làm sao biết được những cái thuốc đó nó có công dụng như thế, bắt buộc người ta phải thử thôi. Nên là cây cỏ để làm thuốc chữa bệnh thì người ta đã biết rất là lâu rồi ha, và nó truyền lại qua biết bao nhiêu thế hệ và nó bắt đầu chất lọc, thì tới hiện giờ là chúng ta đang sử dụng lại những cái tinh hoa cũng như là những cái vốn liếng mà tổ tiên của chúng ta để lại. Và trước đây thì thường thì sử dụng trong thực phẩm cũng như là sử dụng trong cái hoạt động hàng ngày thì gồm cơ bản có 10 loại thôi bạn. Gừng, sả, cỏ tranh, rau má, cỏ mần trầu, cái đầu ngựa vân vân. Thì những cái loài này nó phục vụ trong đâu? Nó phục vụ trong từng bữa ăn nè, nó phục vụ từ thức ăn này, hoặc là phục vụ những cái sinh hoạt đơn giản hàng ngày. Ví dụ như gừng sả thì ăn bỏ vào, nó có ngoài cái việc có mùi thơm ra thì những cái thực phẩm này nó có tinh dầu, nó làm cho giải cảm nè, hoặc là những cái tinh dầu thì nó làm ổn định cái đường hô hấp, ổn định cái đường tiêu hóa. Hoặc là cỏ tranh thì người xưa người ta đâu có muối đâu bạn, thì khi mà đốt cỏ tranh lên người ta ăn người ta cảm thấy hơi mặn. Thế là nhất là về cái thời chiến tranh ở Việt Nam á, muối rất là khan hiếm, nên là người ta tìm cách, người ta phải tìm được cái muối ăn bằng cách là người ta đốt cỏ tranh lên. Thì trong cỏ tranh nó có hàm lượng một cái lượng muối nhỏ, thì khi mà đốt cỏ tranh lên thì người ta lấy cái than đó, người ta chấm với cơm hoặc là người ta đổ với cơm người ta ăn, nó sẽ cung cấp một lượng muối rất là nhỏ thôi nhưng mà nó vẫn có muối. Hoặc là rau má, hoặc là có mần trầu, thì đây là những cái thực phẩm hàng ngày người ta sử dụng. Là trong y học cổ truyền thì sao? Dân tộc dùng rất là nhiều vị thuốc có nguồn gốc từ thực vật, ví dụ như là ngải cứu nè. Nhắc tới ngải cứu thì chúng ta phải nhắc ngay tới món gà hấp ngải cứu, hoặc là ít mẫu nè. Ít mẫu là một cái cây mà giống như là cây sâm của người phụ nữ vậy bạn, nó rất là tốt cho phụ nữ, đặc biệt là trong cái vai trò mà về khí hư, ổn định khí huyết, rồi đau bụng kinh gì đó, rất là tốt cho phụ nữ. Là về cây mã đề, hoặc là cây kinh giới, kinh giới cũng là một cái loài mà rất là tốt cho phụ nữ ha. Rồi. Và ngoài ra thì rồi các bạn còn thấy slide không bạn? Đang Còn có thấy à? nó phụ nó nằm ở ngoài không? Hay là chỉ thấy slide thôi? Có nè, có thấy chưa, slide rồi với lại thấy cái chữ gì trình bày dạng à bên ngoài. này đúng không? Ok, như vậy thì nó hơi nhỏ ha. Rồi thì tại vì á, cái thực vật á, nó rất là đa dạng, chính vì vậy mà từ từ anh. Rồi, tại vì thực vật nó rất là đa dạng, chính vì vậy mà những cái ngành khoa học hoặc là những cái ngành liên quan đến nó cũng rất là đa dạng ha. Có những cái ngành khoa học nghiên cứu về hình dạng bên ngoài của thực vật, ví dụ như là những cái mà hôm nay chúng ta sẽ học nè, về lá, về thân, về cây, cỏ, về cách sắp xếp vân vân, và những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy được ở bên ngoài. Hoặc là có những cái ngành khoa học nghiên cứu kỹ về hơn về cấu tạo bên trong của nó. Đó, như là về các cái mô nè, về mô hoặc là về cấu tử hoặc là về vi phẫu học của nó, dựa vào đó để chúng ta so sánh kỹ hơn, sâu hơn về những cái loài mà gần nhau hoặc là những cái loài chung họ với nhau, nó có sẽ có những cái đặc điểm chung giống nhau. Hoặc là nghiên cứu về cái sinh lý, ở đây là về cái sự phát triển của nó, cây này nó phát triển như thế nào và mùa nào nó sẽ sinh trưởng mạnh, mùa nào nó sẽ tàn úa đi. Đó là về môn khoa học sinh lý. Hoặc là về phân loại, thì dựa vào những cái đặc điểm chung của các cái thực vật, ví dụ như về cái thân, ví dụ như thân vuông, thì cứ nhắc tới thân vuông thì người ta nghĩ tới họ họ là Lamiaceae, thì đó là những cái mà đặc điểm đặc trưng cho một số loài. Hoặc là về đặc điểm hình thái, đặc điểm hình thái của thực vật hoặc là đặc điểm địa lý, thì thực vật này có những thực vật nó phải mọc ở dưới nước, có những thực vật nó phải mọc ở cái vùng mà ẩm ướt,
hoặc là có những thực vật nó phải mọc ở vùng khô cằn thì nó mới chịu được dạng như thế, hoặc là có những cái ngành khoa học mà người ta nghiên cứu lâu hơn, sâu hơn về cái thực vật đã từng tồn tại trên trái đất, ví dụ như là ngành bổ sinh thực vật. Thì cái ngành này á, người ta nghiên cứu là sự phát triển của cái những cái thực vật cổ lâu đời. Mục đích để làm gì? Mục đích để xem cái cây tiến hóa của nó như thế nào, để người ta ngày càng hình thành và ngày càng liên kết hơn về cái giả thuyết về cây tiến hóa về thực vật. Một cái bộ phận mà người ta rất là quan tâm trong những cái thực vật cổ cũng như là những cái hóa thạch người ta để lại phấn. Thì sau này thì khi mà học thì chúng ta sẽ thấy là tất cả các thực vật á, người ta nó sẽ được tiến hóa theo kiểu hai chiều. Ví dụ như thầy cái hoa đầu tiên, ví dụ như là cánh của nó dính lại đi, thì về sau nó sẽ tiến hóa lên thành cánh rời, nhưng mà sau nữa biết đó nó lại tiến hóa lên thành dạng cánh dính, thì đó là tiến hóa hai chiều. Nhưng mà đối với hạt phấn thì nó chỉ có tiến hóa một chiều thôi bạn, nó chỉ có tiến hóa một chiều thôi. Nên là cái hạt phấn là một trong những cái thông tin rất là quan trọng trong cái mà các nhà khoa học ở trong cái ngành cổ sinh thực vật người ta sử dụng để người ta nghiên cứu rất là nhiều. Rồi về lịch sử thực vật học thì thực vật học có lịch sử rất là lâu đời, từ khi loài người xuất hiện để đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày thì thực vật đã phát triển để cho con người sử dụng. Rồi từ cổ xưa thì loài người đã biết sử dụng cây cỏ vào cuộc sống nè, rồi làm thuốc chữa bệnh nè. Là người Ai Cập cổ thì người ta đã dùng được cái dầu rồi, nhưng mà ngày xưa người ta dùng dầu thầu dầu thì người ta đâu có biết là cái thầu dầu nó độc, nên có những cái trường hợp mà người ta sử dụng dầu thầu dầu bị ngộ độc, và hầu hết đa số người ta sử dụng cái dầu này nè, bị ngộ độc rất là nhiều, tại vì dầu thầu dầu có chứa một cái chất độc, đó là chất độc ricin, mà khi mà ép nóng thì nó mới ra ricin thôi, còn ép nguội thì nó không ra ricin ha. Nên là ngày xưa thì người ta bị ngộ độc cái thằng này rất là nhiều. Ngoài ra thì có dầu hạt cải, thì Trung Quốc người ta vẫn sử dụng dầu hạt cải cho tới bây giờ. Hoặc là về dầu hành, thì những cái thực phẩm này dùng để chữa bệnh, cũng như là ngoài chữa bệnh ra còn dùng để đầu độc nữa, và rất là nhiều cái loại cây thuốc khác nhau. Lịch sử về phương Tây thì thầy sẽ không đề cập ở đây, thì chủ yếu mình sẽ tập trung về cái lịch sử thực vật ở Việt Nam thôi. Thì ở Việt Nam á, thì thực vật thì được dùng từ cái thời vua Hùng, là thời trước công nguyên. Thời đó thì bắt đầu uống nước vối, các bạn biết cây vối không? Dạ không. Cái cây vối được lá vối thì ở miền Nam thì ít các bạn biết, chủ yếu là nó ở miền Bắc nhiều. Nước vối thì hiện nay vẫn còn đang được sử dụng rất là nhiều, tại vì cái nước này rất là thơm và nó hỗ trợ tiêu hóa tốt. Ngoài ra còn ăn gừng, ví dụ khó tiêu thì cảm thấy là ăn gừng nó dễ tiêu hơn, nên là người ta bắt đầu sử dụng gừng khi mà khó tiêu, hoặc là nhai trầu, hoặc là nhai cau để phòng ngừa sâu răng nè, hoặc là đỡ hôi miệng nè. Ngày xưa từ cái tục ăn trầu cau này mà có một cái tục là gì? Nhuộm răng đen ha, răng người nào càng đen thì càng đẹp ha, nhuộm răng. Nhưng mà bây giờ hết rồi, bây giờ đi tẩy trắng hết rồi, không còn đen nữa. Là đến cái thời Thục, An Dương Vương thì Lương Y Thôi Vĩ nè, để biết châm cứu, lúc này đã nghiên cứu về các cái kinh mạch trên cơ thể rồi, để biết châm cứu để chữa bệnh. Là thời nhà Lý thì bắt đầu sưu tầm các cái loại cây thuốc và trồng cây, thì có một cái vườn thuốc nam ở làng Đại Yên hoặc là làng Trai. Bây giờ tên là Hải Dương đó. Là thời nhà Trần thì thành lập được cái Thái Y Viện nè. Cái Thái Y Viện hầu hết là để nghiên cứu thuốc bệnh cho những cái người trong quan chức triều đình đó, là tổ chức đi tìm cây thuốc ở núi Yên Tử. Là ông Phạm Ngũ Lão, tướng quân Phạm Ngũ Lão đã trồng được cây thuốc ở những cái vùng, ví dụ như là vùng Vạn Yên nè, hoặc là gây được một cái rừng cây thuốc ở Dược Sơn, Lai. Về những cái năm gần đây hơn, bắt đầu sau công nguyên vừa đề xướng giống... rồi Tuệ Tĩnh lấy Nam Dược Cần Hiệu, Cần Hiệu nha bạn,
được thần hiệu ha. Nó sưu tập từ 576 gói nhung loài cây và năm 1429 thì Phan Phù Tiên đã xuất bản được cái quyển Bản thảo thực vật toàn yếu. Cái bức này là cung cấp tên cách nhận biết cũng như là công dụng của loài. Dùng tấm lọc và tắt mic đi bạn ơi. Ồ quá nghe được nhất. Rồi đến thế kỷ 16 thì sao? Lê Quý Đôn đã soạn ra một cái quyển đó là Phân đoài loại ngữ, thì đây giống như là một cái quyển đầu tiên. Đây là một những cái quyển sách cái phân loại thực vật. Đây là một cái quyển sách đầu tiên trong cái phân loại thực vật. Các bạn nhớ cho thầy cái này. Hôm sau thầy lại học hỏi. Rồi hay là Nguyễn Trứ thì xuất bản cuốn Việt Nam thực vật học, thì đối với những cái thực vật nào có ở Việt Nam. Hoặc là năm 1595 thì Lý Thời Chân xuất bản cuốn Bản thảo cương mục, đề cập tới 1094 vị thuốc thảo mộc. Hoặc là năm 1772 thì Hải Thượng Lãng Ông. Lãng Ông này là gì? Lãng là lười các bạn. Lãng Ông có nghĩa là người đàn ông lười. Lười ở đây là lười làm quan, lười hành chính sự chứ không phải là lười biếng các bạn. Lười làm quan ha. Thì ông là xuất bản cái quyển sách Lãng Ông Tâm Lĩnh, thì cái quyển này là một trong những cái quyển rất là quan trọng, thậm chí tới bây giờ thì nó cũng gây cái sức ảnh hưởng rất là lớn, và nó gồm có 66 cuốn về y lý và cây thuốc. Tất nhiên là về sau này thì cái ngành khoa học về thực vật nó phát triển, cũng như là nên là cái lượng thông tin về thực vật nó sẽ được cung cấp nhiều hơn nữa. Thì tuy nhiên là cái quyển này vẫn là một trong những cái quyển mà giống như là cái quyển nền tảng cho cái ngành thực vật, trong cái ngành phân loại cũng như là trong cái ngành cây thuốc ở Việt Nam. Rồi, từ năm 1954 đến nay thì có một số quyển sách, ví dụ như là phân loại thực vật nè, là Thực vật học của Vũ Văn Chuyên, hoặc là quyển Cây rừng Việt Nam của Lê Mộng Chân, hoặc là quyển Thảm thực vật của Thái Văn Trưng. Và một trong những cái quyển sách rất là quan trọng mà hiện nay vẫn được sử dụng đó là sách Những cây thuốc và vị thuốc thuốc Việt Nam của Đỗ Tất Lợi. Cái ý này các bạn học ha. Sao biết đâu thầy lại hỏi là những cái thuốc và vị thuốc Việt Nam là của tác giả nào, thì mình phải nhớ nó là Đỗ Tất Lợi, và hiện nay vẫn được sử dụng tới bây giờ luôn các bạn. Rồi ngoài ra thì còn rất là nhiều cái quyển sách khác được phục vụ trong xuất bản nghiên cứu giảng dạy cũng như là học tập về thực vật học khác ha. Thì ở trong cái phần lịch sử này thì thầy chỉ yêu cầu các bạn học về hai ý thôi. Thứ nhất là người đầu tiên đưa ra cái quyển về sơ bộ hóa thực vật, đó là Lê Quý Đôn ở thế kỷ 16. Cái thứ hai là Tuệ Tĩnh, Tuệ Tĩnh nè. Tuệ Tĩnh. Rồi cái thứ ba là về Hải Thượng Lãng Ông, quyển sách Lãng Ông Tâm Lĩnh. Rồi cái thứ tư là Đỗ Tất Lợi. Học bao nhiêu đây thôi là về lịch sử Việt Nam rồi chưa. Rồi còn vai trò với ngành dược thì cái này nó khá là dễ, các bạn chỉ cần nắm vào khoanh trắc nghiệm là được, không cần học bài đâu cũng được. Rồi sau cái phần đại cương thì chúng ta sẽ tới cái phần thực vật. Thì cái phần này mục tiêu học tập của chúng ta là khi mà chúng ta học bài này thì chúng ta phải trình bày được cái khái niệm hình dạng kích thước của tế bào thực vật, như là mô tả được cấu trúc và nêu được cái chức năng thành phần của những cái cấu tạo của tế bào thực vật, và trình bày được cấu tạo chức năng của 6 loại mô. Thì cái phần mô này có thể là nếu mà kịp thời gian thì hôm nay mình sẽ học, còn không thì để hôm sau chúng ta sẽ học. Rồi về khái niệm tế bào, thì tế bào thực vật nó là đơn vị cơ bản về giải phẫu và sinh lý, phải đi kèm cái này. Tại vì nói về đơn vị cơ bản sẽ có những cái đơn vị đơn giản hơn, và đơn giản đó là acid nucleotic, đúng không? Nhưng mà mình đang nhắc tới đơn vị cơ bản về giải phẫu và sinh lý, thì tế bào là đơn vị cơ bản nhất, được chưa? Và sinh lý thì nó liên quan đến sự sinh trưởng nè, sự phát triển, vận động, trao đổi chất ở các cái quá trình sinh sản ở cơ thể thực vật. Và hình dạng thì nó thay đổi theo cái vị trí, có nghĩa là những cái bộ phận khác nhau nó sẽ đảm nhiệm các cái vai trò khác nhau, thì cái hình dạng kích thước của tế bào nó cũng sẽ khác nhau. Đôi khi nó là hình hộp dài, đôi khi nó là hình chữ nhật, đôi khi nó là hình hộp, hoặc là hình đa giác, ví dụ như thế. Về kích thước thực vật thì nó biến thiên, đa dạng hơn rất là nhiều, đặc biệt là sợi gai,
sợi gai là tế bào dài nhất, nó cũng dài với mũi hơn. À, các bạn phải nhớ cái ý này. Sao chị? Chiếc mũi một dài bất kỳ tính gì? Dạ, hơi sốt. Các bạn chấp mấy giùm mình cái để nó dạ, để được rồi. Kích thước thực vật thì nó biến thiên, thì các bạn phải nhớ cho mình cái ý này ha. Về sợi gai thì là kích thước của nó lớn nhất, nó có thể dài đến hơn 20 cm. Vậy thì hôm sau thầy hỏi là kích thước thực vật nào sau đây là lớn nhất, thì các bạn phải nhớ đó là sợi gai, chưa bạn? Rồi thì đối với tế bào ở động vật đó, thì tế bào gốc nó cũng phân chia ra những cái tế bào liên quan đến những cái chức năng khác nhau. Tuy nhiên thì các bạn nhìn nè, kích thước của nó cũng na ná giống nhau và cái hình dạng của nó cũng tương tự như nhau. Điều này nó khác ở thực vật một cái là cái vách tế bào này nè. Nó khác một cái ở thực vật là cái vách tế bào này. Thực vật thì vách tế bào của nó có tổng cellulose nên là nó cứng hơn rất là nhiều so với tế bào của động vật các bạn. Đây, đây là một cái tế bào ở thực vật. Thì nó sẽ có những cái phần. Thứ nhất là cái bộ xương tế bào này. Thì cái bộ xương tế bào này mình sẽ xem thêm thôi. Nói về bộ xương thì vai trò của nó là gì? Nó nâng đỡ hoặc là nó làm ổn định, nó làm cho cái tế bào của mình nó không bị xẹp xuống ha, nó làm vững cái tế bào. Thì cái phần này chúng ta không học ha. Rồi. Ngoài ra có những cái phần khác thì trong này nó có phần nhân. Phần nhân nó có chất nhiễm sắc một xíu là bên trong này. À đây. Bạn ơi. Anh Phương ơi, chắc mất kìa anh Phương ơi. Đó, xíu. Rồi. Thì cái chất nhiễm sắc là cái cục nhỏ xíu màu đen đen này, các bạn có thể nhìn được không? Dạ được. Ok. Rồi tiếp theo là nhân con. Thì nhân con hay là gọi là hạt nhân đó, thì nó sẽ nằm trong cái vùng nhân. Đây là cái cục nhân con này. Rồi ngoài ra thì mình có cái màng nhân. Màng nhân thì ở cái màng nhân các bạn thấy có những cái kẽ hở này, thì đây là các cái ống trao đổi với cái môi trường bên ngoài ha. Rồi ở đây nó là trung thể, là đây là bộ máy Golgi. Rồi về ti thể là cái cục này ha. Ti thể cũng có một cái vai trò rất là quan trọng trong việc cung cấp cái năng lượng cho tế bào, hoặc là một số cái khác, ví dụ như là về cái lạp thể. Lạp thể thì chứa lục lạp, có vai trò trong việc gì bạn? Quan trọng nhất là gì? Quang hợp. Quang hợp, đúng rồi. Quang hợp. Rồi cái phần lớn nhất trong thực vật, tế bào thực vật là gì? Nó là không bào, là cái cục này nè. Nó là không bào. Dạ. Rồi không bào thì có màng không bào ha. Rồi tiếp theo là về lưới nội chất. Lưới nội chất là cái vùng mà rằng ri nó nằm ở đây nè bạn. Đó. Rồi, lưới nội chất là cái vùng màu xanh mà nó nhăn nó nằm ở đây. Thì lưới nội chất nó có hai loại, đó là lưới nội chất có hạt và lưới nội chất không có hạt ha, hay còn gọi là lưới nội chất nhẵn đó. Rồi. Ngoài ra mình có một cái khung tế bào. Khung tế bào thì gồm có đây ha, cái lớp ngoài cùng đó là vách tế bào. Vách tế bào có vai trò là gì? Nó tẩm cellulose, nó rất là cứng nên là có vai trò bảo vệ cũng như là nâng đỡ tế bào. Dạ. Vách tế bào có vai trò bảo vệ và nâng đỡ tế bào. Rồi ở trong nữa thì có màng sinh chất. Nhắc tới màng sinh chất là chúng ta biết vai trò của nó là gì? Phát triển ha, phát triển làm cho cái tế bào này nó tăng lên và kích thước. Rồi và một cái nữa trong này thì các bạn không thể nhìn được, đó là trong tất cả các cái cơ quan này thì nó nằm trong một cái dịch thể. Nó nằm trong một cái dịch thể, người ta gọi nó là tế bào chất. Thì cái tế bào chất đó nó sẽ bao hết tất cả các cái cơ quan trong một cái tế bào, nên là nó trong suốt không màu nên là chúng ta sẽ không thấy được. Đó, đây thì đây là đơn giản cái cấu tạo của một cái tế bào thực vật. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào sâu hơn một chút về cái phần cấu tạo cụ thể hơn. Đầu tiên là về vách tế bào. Vách tế bào là cái phần hồi nãy chúng ta chỉ đây ha. Vào đây là cái phần còn đâu đâu đây. Vách tế bào nó cứng, nó bao bọc bên ngoài. Và sau vách tế bào thì mình sẽ có màng tế bào hay là màng sinh chất đó. Rồi tiếp theo là về chất tế bào. Chất tế bào là cái thứ mà nó nằm phía trong màng tế bào, bao quanh nhân và các bào quan, là cái mà không màu mà hồi nãy thầy vừa nói xong đó. Cái không màu đó. Rồi ngoài ra còn có
nhân tế bào, thì đây là ba cái phần quan trọng ha. Ngoài ra có các những cái bào quan khác hơn nữa thì chúng ta sẽ tìm kỹ hơn trong những cái slide tiếp theo. Rồi đầu tiên về cấu tạo của vách tế bào, thì vách tế bào được cấu tạo từ ba phần, đó là về vách sơ cấp, vách thứ cấp cũng như là về phía giữa. Thì vách thứ cấp là cái vách nó tẩm cellulo, chất gỗ hay là chất bằng á, thì những cái này thường thường thể chất của nó sẽ là cứng, tại vì nó tẩm chất gỗ mà bạn, nó cứng cứng được chưa, nó cứng nên là nó sẽ nằm ở bên ngoài, nó cứng nên là nó sẽ nằm ở bên ngoài, có vai trò nâng đỡ và bảo vệ. Rồi tiếp theo nó sẽ tới phía giữa, phía giữa nó chứa pectin. Rồi pectin, bạn có hay nghe nói gom pectin chất nhầy đó, thì cái này có vai trò là cũng là nâng đỡ và bảo vệ luôn ha, nâng đỡ và bảo vệ. Các bạn chịu khó xíu hơn, ghi nó hơi xấu. Rồi ở phía trong cùng của vách tế bào, nó là vách sơ cấp, thì cái vách này nó là có cellulo, nhưng mà đây là một cái lớp cellulo là tế bào sống thôi, nó mỏng mà. Ngoài ra còn có những cái thành phần khác giống như cellulo, người ta gọi nó là hemicellulo, và có pectin. Đây, và trên vách tế bào này có các lỗ nhỏ, thì người ta gọi những cái lỗ này nó là ống trao đổi. Vai trò của nó là gì bạn? Đây, đây nè, đây là những cái ống trao đổi này bạn. Đây, vai trò của nó là gì? Bạn nghe tới ống trao đổi thì vai trò của nó là trao đổi hợp, trao đổi chất với những cái tế bào lân cận. Trao đổi chất với tế bào lân cận. Rồi, chức năng của vách tế bào là nó bao bọc tế bào này, nó ngăn cách tế bào với môi trường, hoặc là ngăn cách tế bào với những cái tế bào lân cận nó, và cái vách tế bào này nó tạo nên hình dạng nhất định và sự vững chắc cho tế bào. Nó bao bọc, nó bảo vệ và nó tạo nên hình dạng của tế bào. Mình học hai ý như thế. Rồi về thay đổi về tính chất vật lý cũng như là thành phần hóa học, thì cái vách tế bào nó có sự hóa gỗ, hóa khoáng, hóa bằng, hóa cutin, hóa sáp, hóa nhầy, thì những cái phần này mình sẽ học tiếp theo đây. Hóa gỗ là gì? Hóa gỗ là vách tế bào nó sẽ tẩm thêm chất gỗ. Chất gỗ nó thường là hợp chất lignin. Nếu mà bạn nào học về hóa dược rồi, sau này các bạn học về dược liệu thì bạn sẽ gặp kỹ hơn về cái hợp chất lignin này ha. Nó có công thức là C6C1C6, nếu thầy đó không nhầm là như thế. Thì mình gọi với cái tên khác của những cái tế bào hóa gỗ này, gọi là nó là mạch gỗ này, hoặc là tế bào mô cứng, hoặc là sợi. Thì đây là những cái tế bào nó hóa gỗ được ha. Mạch gỗ, tế bào mô cứng và sợi là những cái tế bào có khả năng hóa gỗ được. Đây là những cái tế bào hóa gỗ. Thì bạn nào có nhận xét gì về một cái tế bào bình thường với một cái tế bào mà hóa gỗ? Đây là cái tế bào bình thường này bạn. Đây là tế bào bình thường ha. Và đây là cái tế bào hóa gỗ. Bạn nào có nhận xét gì nè? Các bạn nào trả lời? Cái màu hóa gỗ nó đậm hơn hả thầy? Màu hóa gỗ nó đậm hơn. Cái này là do nhuộm á bạn. Vậy thì cái phần đậm hơn nó thể hiện cho cái vách tế bào. Vậy thì các bạn nhìn vào đây, các bạn nhận xét gì về vách tế bào của hai cái tế bào này? Cái giống đọt cây với thân cây thầy. Đọt cây với thân cây. Ý bạn là sao? Dạ là cái phần mềm ở phía trên thì nó chưa có hình thành cái phần gỗ cứng này. Còn thân cây thì sẽ cứng hơn. Ý bạn là cái tế bào mà nó tẩm, nó hóa gỗ thì nó sẽ cứng hơn, đúng không? Nó làm cây cứng, thì nó cũng có ý đúng ha. Tế bào hóa gỗ thì nó làm cho thân cây cứng hơn, dựa vào ví dụ như nó là mạch gỗ, nó là tế bào mô cứng, nó là sợi, thì vai trò của nó là nâng đỡ cho thân cây. Thì vách hóa gỗ càng nhiều thì thân cây nó càng cứng. Rồi điều đó chấp nhận. Tuy nhiên là ở đây thì thầy nói là so sánh giữa một cái tế bào bình thường với một cái tế bào mà hóa gỗ, thì các bạn thấy có điều gì đặc biệt? Đây là một cái tế bào mà đã được nhuộm các bạn. Thì thường mình sẽ có nhuộm, ví dụ như nhuộm xanh methylene hoặc là nhuộm kép, nhuộm iốt xanh metin methylene á, methylene. Rồi ngoài ra mình sẽ có nhuộm iốt lục iốt ha. Thì nhuộm cái nào cũng được hết, thì nó cũng lên như thế này. Thì đối với những cái tế bào mà có vách cellulo mỏng bình thường thôi thì nó sẽ lên màu hồng đó, như thế này ha, nó là màu hồng. Còn những cái tế bào nào mà nó bị hóa gỗ hoặc là những cái tế bào hóa bần gì đó thì nó sẽ lên cái màu dựa vào cái vách. Cái vách càng dày thì nó ăn màu càng nhiều, đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn nhìn vào cái màu ha.
Đối với cái tế bào bình thường thì các bạn nhìn thấy nó là màu gì? Màu hồng, đúng không? À, tại vì nó chỉ là một cái vách tế bào cellulo mỏng thôi, nó còn sinh trưởng và phát triển được. Tuy nhiên đối với những cái tế bào hóa gỗ thì cái hợp chất lignin này này làm cho cái vách tế bào nó dày hơn. Dày hơn. À, nên là lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó được tẩm màu xanh với một cái độ dày của nó, cái vách của nó rất là dày. À, đó, cái vách của nó rất là dày. À, cái vách này có mỏng lét như tờ giấy vậy đó, nhưng mà cái vách này nó dày hơn rất là nhiều. Vậy thì cái tế bào này nó còn phát triển được nữa không bạn? À, tế bào này không còn phát triển được nữa, tại vì nó đã hóa gỗ rồi, nó không còn phát triển được nữa. Và những cái tế bào phát triển được đó là những cái tế bào có vách màu hồng như thế này này. À, sau này nếu mà có điều kiện thì các bạn sẽ được học về, nếu mà không dịch nữa ha, thì bên trường sẽ chỉ cho các dạy cho các bạn môn thực vật dược thực hành, thì các bạn sẽ được nắm kỹ hơn về cái phần mà những cái tế bào như thế nào thì nó sẽ hóa màu xanh, những cái tế bào nào thì nó sẽ có màu hồng. À, như thế. Rồi, ngoài ra còn hóa khoáng. À, hóa khoáng là ở vách tế bào biểu bì thôi. À, đã nói tới biểu bì, biểu bì có nghĩa là cái lớp da phần trên cùng, đúng không? À, nó tẩm thêm cái silic hoặc là nó tẩm thêm cái canxi CO3, muối canxi. À, nó ở lá lúa, ở họ bí, họ vòi vòi. À, bạn nào ở nhà mà có ruộng lúa hoặc là các bạn thấy khi mình đi gặt lúa hoặc là khi mình đi lướt qua cái lá lúa đó, mình sẽ vô tình thì đôi khi hoặc là lướt qua lá xả hoặc là những cái cây nào mà nó có cạnh hơi sắc một xíu đó, thì vô tình chúng ta bị xước hoặc là chúng ta bị đứt tay chảy máu, hay là do các cái cạnh đó nó tập trung rất là nhiều silic hoặc là canxi. À, thì khi mà nó tập trung những cái này hoặc là khi mà nó hóa khoáng á, thì những cái tế bào này trở nên cứng hơn để bảo vệ cho lá, ví dụ như ở lá lúa thì nó bảo vệ cho lá lúa, ở họ bí bầu thì ở họ bí bầu thì cái sự hóa khoáng của nó ít hơn, nên là nó sẽ không có sắc, nó không có sắc bén như là một số loại ví dụ lá lúa hoặc là cây xả. À, rồi về hóa bần, vách tế bào cũng tẩm thêm chất bần, người ta gọi chất bần đó là suberin. À, vậy thì hôm sau nếu mà bạn thấy thầy ghi đó là hóa bần mà vách tẩm suberin hoặc là tế bào có suberin thì các bạn nghĩ tới cái trường hợp đó là hóa bần. Dạ. Thì hóa bần tạo ra mô thứ cấp là bần. À, bần. Rồi, bạn nào cho thầy biết bây giờ mình so sánh giữa ba tế bào á, một là tế bào bình thường nè, hai là tế bào hóa gỗ, ba là tế bào hóa bần, thì chúng ta nhận thấy nó có sự khác biệt gì nè? Hóa gỗ có vách tế bào dày nhất thầy. À, hóa gỗ có vách tế bào dày nhất, nó màu gì bạn? Màu đen sẫm rồi. À, nói chung là nó là màu xanh đi ha, màu xanh, xanh nhạt hơn thì nó cũng là màu xanh ha. Rồi, thế là hóa bằng, sự hóa bằng thì các bạn bạn để ý là cái vách hóa bằng thì nó như thế nào? Nó hơi mỏng hơn so với hóa gỗ thầy. À, đúng rồi, nó mỏng, nó vẫn là một cái vách cellulo bình thường thôi, nhưng mà nó tẩm lên suberin thôi, nên là nó vẫn có màu xanh, nhưng mà tuy nhiên là cái vách của nó vẫn là một cái vách mỏng. À, nó khác với sự hóa gỗ ở đây, được chưa bạn? À, nó khác với sự hóa gỗ. Và một cái tế bào bình thường thì nó vẫn là màu hồng bình thường thôi. À, vậy thì sau này các bạn nhìn thấy cái tế bào nào á, nó màu xanh nhưng mà cái vách của nó mỏng lét như là một cái tế bào bình thường thì nó là hóa bần. Như vậy. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có hóa cutin. À, hóa cutin thì nó thường nằm ở vách ngoài của tế bào biểu bì. À, đây là cái bề mặt này, thì nó chỉ nằm ở trên bề mặt thôi, nó không nằm ở trong các bạn, nó nằm trên bề mặt thôi. Rồi, nó tẩm thêm cutin, dễ bong ra khỏi vách cellulo. À, nó dễ bong, cái lớp này nó dễ bong ra ngoài. Thì cái cutin này có vai trò là gì? À, nó bảo vệ. Ngoài ra nó còn một vai trò nữa là cái lớp này này nó không có thấm nước. Nó không thấm nước ha. Nó không thấm nước nên là nó sẽ bảo vệ cho những cái loài nào mà nó bị bảo vệ cho những cái loài, bảo vệ cho thực vật á, đối với những cái thực vật có cutin này là những cái thực vật đó nó không bị thấm nước vào thân. À. Rồi sự hóa sáp thì mặt ngoài cũng là ở mặt ngoài của tế bào biểu bì luôn, và phía ngoài lớp cutin thì nó sẽ phủ thêm một lớp sáp. À, cái lớp này nó nằm ngoài lớp cutin nữa. À, ví dụ như ở cây mía nè, các bạn nhìn thấy cây mía nó có một lớp màu trắng như thế này, thì đây là lớp sáp. Hoặc là ở họ bầu bí đó bạn, bạn nào đi chợ đó
khi mà chúng ta đụng vào trái bầu, trái bí, chúng ta sẽ thấy có một cái lớp màng mỏng màu trắng, hoặc là khi mà đụng vào cảm thấy tay nó hơi rít hoặc là nó hơi nhớp đó, thì đó là sự hóa sáp trên bề mặt của vỏ quả hoặc là của thân cây mía. Rồi, hoặc là sự hóa nhầy. Thì bạn nào ăn chè nhiều á, hoặc là ăn hạt chia, hạt é giảm cân gì đó, thì các bạn gặp cái trường hợp này rất là nhiều. Nó là một cái nó là mặt trong của bách tế bào. Cái này lúc này không phải là mặt ngoài nữa, nó là mặt trong của bách tế bào, phủ thêm một lớp chất nhầy, và khi hút nước thì nó sẽ phồng lên và nó nhớt. Ví dụ như ở hạt é, hạt nổ hay là hạt chia đó, thì đây, cái này nó quá quen thuộc rồi, không cần nói kỹ hơn. Rồi, một cái nữa là chúng ta sẽ học về chất đẹp. Các bạn còn nghe thầy nói không? Dạ còn. Ok. Rồi, tiếp theo là về chất tế bào. Hồi nãy thầy nói là gì? Chất tế bào là một cái dung dịch trong suốt, hơi nhớt, và nó bao quanh tất cả các bào quang trong một cái tế bào thực vật. Thì đây cấu tạo của nó này, là phần bên trong của tế bào gồm màng sinh chất, dịch chất tế bào và các bào quang. Rồi, dịch chất tế bào là thể keo, trong suốt, không có màu nên là chúng ta không nhìn được, và nó có tính đàn hồi, nhưng mà nó lại không tan được trong nước. Nhớ cái này ha. Mặc dù nó là thể keo, nó là trong suốt nhưng mà nó không tan được trong nước. Và nó mất khả năng sống ở 50-60 độ C, trừ một số cái tế bào, chất tế bào ở quả hoặc là hạt khô. Nó có thể lên đến từ 80-105 độ C, tùy ha. Rồi, thành phần của cái dịch chất tế bào này là gì? Chủ yếu là nước. Mặc dù nó không tan được trong nước, nhưng mà thành phần chủ yếu của nó lại là nước. Phải nhớ chỗ này ha. Rồi, ngoài ra còn có một số cái nguyên tố vi lượng, như là một số cái hợp chất phân tử cao, như protein hoặc là glucid, lipid, v.v. Chức năng của nó là đây là cái nơi thực hiện các cái phản ứng và tổng hợp các phân tử sinh học, điều hòa các cái hợp chất cũng như là dự trữ chất. Nghĩa là đây là một cái nơi mà nó thải các cái chất thải từ phía trong các cái bào quang ra ngoài. Rồi, có vai trò là dinh dưỡng, hô hấp, tăng trưởng và vận động. Thì những cái vai trò này nè là những cái vai trò của các cái bào chất, bào quang nằm phía trong. Rồi, đây là các bào quang. Đầu tiên là về mạng lưới nội chất, thì đây là hệ thống gồm các cái túi dẹt và ống rất nhỏ thông với nhau từ màng nhân và các bào quang đến màng sinh chất, chia thành hai loại, đó là lưới nội chất nhám và lưới nội chất trơn. Thì đối với lưới nội chất nhám á, thì trên bề mặt của nó có nhiều hạt ribosome. Ví dụ hôm sau thầy hỏi lưới nội chất nhám thì trên bề mặt của nó phủ cái gì, thì các bạn phải nhớ nó là các hạt ribosome. Và chức năng của những cái hạt ribosome này nè là tổng hợp protein. Chức năng của hạt ribosome nha bạn là tổng hợp protein. Rồi, lưới nội chất trơn thì không có hạt ribosome nên là nó không tổng hợp protein, nhưng mà nó sẽ có chức năng khác, đó là vận chuyển hoặc là tiết lipid hoặc là đường. Rồi, đây là cấu tạo của lưới nội chất ha. Đây là cái nhân nè, thì màng nhân nó sẽ dính với cái phần lưới nội chất hạt trước. Thì cái ribosome nằm đây này có vai trò là tổng hợp protein. Còn đây là lưới nội chất không có hạt, nó sẽ tổng hợp lipid và glucid. Rồi, có một số cái thể sống nhỏ hơn, ví dụ như là bộ máy Golgi. Đây là cái bộ máy Golgi này bạn. Nó hình nó hơi nhỏ nên là các bạn chịu khó nhìn xíu ha. Đây là cái bộ máy Golgi. Nó gồm nhiều thể Golgi. Mỗi thể gồm 4 đến 6 túi dẹt hình dĩa xếp song song với nhau và uốn cong hình cung. Đây ha, các bạn thấy nè, nó sẽ uốn như thế này. Đó, nó sẽ uốn như thế này. Hoặc là nó uốn ra như thế này. Đó. Rồi, ở rìa các túi thì hay là ở mặt túi thì nó có các túi cầu nhỏ. Thì vai trò của túi cầu này để làm gì? Nó tham gia hình thành vào màng sinh chất. Vai trò này nè, tham gia hình thành vào cái màng sinh chất là cái màng này nè bạn, cái màng trắng trắng này ha. Thì khi nó tham gia hình thành màng sinh chất thì nó làm cho cái tế bào này phát triển lớn hơn. Tham gia hình thành màng sinh chất thì làm cho tế bào nó tăng hơn về kích thước.
tăng lên về kích thước nè. Rồi đây là một cái thể của anh ghi, nó gồm nhiều các túi dẹp nó xếp chồng với nhau và nó uốn thành hình cung như thế này. Rồi đây là cái vai trò của nó. Đây là lưới nội chất hạt. Thì sau khi nó tổng hợp protein xong á, nó sẽ được cái bộ máy Golgi này bao lại và sau đó nó sẽ đẩy ra ngoài màng sinh chất. Thì cái này này là cái protein, đúng không? Thì cái protein nó đi ra ngoài và cái lớp màng này nó được hòa vào trong màng sinh chất, làm cho màng sinh chất nó tăng hơn về kích thước. Rồi tiếp theo là về thể ribosome. Thể ribosome nó nằm ở đâu bạn? Trong nhân. Thể ribosome nào nằm trong nhân? Dạ, ở lưới nội chất. Lưới nội chất sần sùi. Mới nói xong về lưới nội chất mà kêu nó nằm trong nhân, tao tức ghê á. Thể ribosome nó nằm ở lưới nội chất. Nên là lưới nội chất nó mới có lưới nội chất nhám hay là lưới nội chất hạt các bạn. Thì nó là dạng hình cầu nhỏ, kích thước khoảng 150 angstrom thôi và chứa nhiều acid ribonucleic ở trạng thái tự do hoặc là dạng thành chuỗi. Nó thực hiện chức năng nè, chức năng của nó là tổng hợp protein. Vậy thì trong slide này bạn học cái gì? Thể ribosome, chức năng của nó là tổng hợp protein do nó chứa nhiều acid ribonucleic. Đây, ví dụ đây là cấu tạo của một cái chuỗi ribosome này bạn. Đây là một cái chuỗi ribosome. Các bạn thấy đây ha, khi mà cái ở đây là nó đang quá trình tổng hợp cái DNA ha. Đây. Đây các bạn nhìn thấy là cái sợi DNA đây ha, nó đang hình thành như thế này. Thì nó tổng hợp dần dần nó tổng hợp các cái hợp, tổng hợp các acid nucleic đó. Khi mà nó gắn các cái hợp chất, gắn cái acid đó với nhau thì nó làm cho cái sợi DNA của mình nó càng dài hơn. Đây là dạng chuỗi polyribosome. Rồi, tiếp theo là mình sẽ gặp về ti thể đây. Đối với cái hình lớn thì ti thể nó nằm ở đâu? Đây, hình lớn thì ti thể nó nằm ở đâu bạn? Đây nè, nó cục màu cam ở đây ha. Đây, nó là cái cục màu cam ở đây. Đây ha. Rồi, ti thể thì nó có ở tế bào có nhân thôi. Nó chỉ có ở tế bào có nhân thôi. Và nó hình dạng của nó khá là đa dạng, từ hình cầu hoặc là hình que, hình sợi, tùy vào cái kích thước. Nếu mà cái không bào nó càng lớn á, thì cái ti thể này nó càng bị ép dẹp thì nó trở thành hình que hay là hình sợi gì đó. Và cấu trúc của nó gồm hai lớp, nó gồm hai lớp màng. Thì màng trong gấp nếp tạo màu, màng trong gấp nếp tạo màu. Mục đích gấp nếp của nó là để làm gì bạn? Tăng diện tích tiếp xúc, đúng không? Hoặc là tăng cái diện tích để nó tạo ATP. Và phía trong của nó là gồm chất nền. Thì đây là cái chất nền này, cái màu xanh như nước biển đó là cái chất nền ha. Và chức năng của cái ti thể là nó là trung tâm hô hấp nè, nó tạo và dự trữ năng lượng. Nói chung trong cái ti thể này bạn chỉ cần nhớ một ý thôi, đó là tạo ATP. Và hô hấp tế bào. Rồi, vậy thì hôm sau nhắc tới chức năng ti thể, mình phải nhớ nó là nó tạo ATP và hô hấp tế bào. Nhắc tới chức năng của ribosome thì các bạn phải nhớ là nó tổng hợp protein. Nhắc tới chức năng của cái lưới nội chất trơn thì các bạn phải nhớ nó là nó tổng hợp và dự trữ lipid và glucid. Mình học như thế ha. Rồi, một cái nữa đó là lạp thể. Thì cái lạp thể này nó chỉ có ở tế bào thực vật. Nó chỉ có ở tế bào thực vật thôi. Tại vì sao? Động vật nó đâu quang hợp được đâu bạn. Thực vật nó quang hợp được nhờ vào cái lạp thể này. Nó là những cái cục màu xanh này nè bạn. Rồi, thì dựa theo cái bản chất màu thì nó phân ra làm ba loại. Đầu tiên nó là lục lạp, thứ hai là sắc lạp và thứ ba là vô sắc lạp, là không có màu á, vô sắc là không màu. Lục lạp thì nó có màu xanh lục, kích thước từ 4 đến 10 micromet. Ở tế bào, ở cái thực vật bậc cao thì nó có hình cầu nè, dạng bầu dục nè, là thấu kính, hay là hình thoi thấu kính, là nó dạng như thế này nè bạn. Nó hơi dẹp một xíu thì vẻ hơi xấu thôi, các bạn chịu khó nhìn á. Không phải là xương chó đâu bạn, cái này là thấu kính đó bạn.
Rồi, ở tảo thì nó có hình xoắn ốc, ở hình ngôi sao, ở tảo sao, hoặc là hình mạng lưới, ở tảo sinh đốt. Và chức năng của nó dùng để làm gì? Lục lạp thì chức năng của nó dùng để quang hợp. Mình nhớ một ý như thế thôi. Lục lạp thì chức năng của nó dùng để quang hợp. Dạ thầy, vậy thực vật là hô hấp cả ngày hay chỉ hô hấp ban đêm thôi thầy? Ban ngày nó là cái chức năng, cái ban ngày á thì nó quang hợp, còn ban đêm là nó hô hấp mà. Hô hấp thì bạn phải nghĩ cái nguyên lý của nó là khi mà hô hấp á, thì nó phải tiêu thụ oxy và nó thải ra CO2, đúng không? Tuy nhiên cái quá trình quang hợp nó lại lấy CO2 nó làm nhiên liệu và nó thải ra oxy, thì đây không phải là quá trình hô hấp các bạn. Được chưa? Được chưa? Rồi đây là lục lạp á, đây là trong một cái vi phẫu thì các cái hạt lục lạp là những cái hạt nhỏ màu xanh như thế này, nó nằm trong tế bào á. Rồi sắc lạp, sắc lạp nó sẽ có màu vàng hoặc là cam hay đỏ tùy vào cái hợp chất. Ví dụ như trong cái loại đó nó có xanthophyll thì nó sẽ có màu vàng nhiều, hoặc là loài đó nó có caroten nhiều thì nó có màu cam. Ví dụ như là gì, cà chua nè, cà rốt nè, đúng không? Nó có rất là nhiều beta caroten ha, nên nó có màu cam hoặc là màu đỏ cam. Hoặc là đối với cái hợp chất lycopene thì nó sẽ có màu đỏ. Ví dụ trong quả cà chua nè, nó có hợp chất lycopene nè, có beta caroten nè, nên là các bạn nhìn thấy nó màu đỏ hoặc là màu đỏ cam. Hoặc là capsanthin trong quả ớt chín thì ớt chín nó sẽ có màu gì? Màu đỏ, đúng không? Và hình dạng của nó là hình cầu, hình thoi, hình kim hay là hình dấu phẩy. Nó có ở cánh hoa, ở quả, ở lá hoặc là ở rễ cây. Rồi chức năng của nó là gì? Nghe tới sắc lạp là biết chức năng của nó là tạo ra màu sắc. Và mục đích là để quyến rũ sâu bọ trong quá trình thụ phấn, hoặc là quyến rũ chim chóc trong quá trình phát tán hạt. Rồi, mai ăn tim mà trồng được dưa hấu là cũng nhờ cái chức năng này bạn, trồng dưa hấu. Rồi, trong quả chín thì đây là cái những cái hạt, bạn thấy đây là những cái hạt hành thoi nè. Những cái hạt hành thoi nó như thế này ha, thì đây là sắc lạp. Rồi tiếp theo là vô sắc lạp, thì đã là vô sắc rồi nên là nó sẽ không có màu, nó hình cầu, hình bầu dục, hình thoi. Đây là một cái chuỗi này bạn, nó có những cái chấm nhỏ đó, thì đây là vô sắc lạp đó. Thường nó sẽ có ở củ hoặc là ở hạt, và chức năng của nó là tạo và tích trữ tinh bột, tạo và tích trữ tinh bột. Rồi, và ở những cái loài khác nhau thì nó sẽ có cái hình dạng và kích thước của cái hạt tinh bột nó khác nhau. Ví dụ ở đây nó là hạt tinh bột khoai tây. Lần sau các bạn học dược liệu á, thì các bạn sẽ được học kỹ và kiểm nghiệm các cái tinh bột này. Chúng ta phải soi được cái cấu tử của cái tinh bột như thế này nè, và chúng ta nhận biết và cái hình dạng của nó để chúng ta biết được đây là hạt tinh bột loài gì. Và cái hạt này, hoặc là bạn mua cái bột mì ngoài chợ đó, bạn về bạn soi thử xem nó có trộn bột gạo vô không, hoặc là nó có trộn bột sắn vô không, dạng như thế. Rồi thì các bạn để ý ha, đây là một cái tế bào kích thước khá là lớn, và trong cái hạt tinh bột này các bạn nhìn nè, ở đây nó có một cái tâm màu đen nè, bạn thấy không, một cái tâm màu đen ha, và các cái vòng tròn đi qua cái tâm màu đen này. Cái này không phải là vòng tròn đồng tâm á, các bạn cứ nghĩ đây giống như là một cái vỏ sò vậy bạn. Rồi, sao mà vẽ không được mà trời. Rồi đây ha, đó, ví dụ đây là cái đây gọi là cái tể hoặc là cái rốn của tinh bột. Thì có những cái vòng tròn nó đi như thế này, nó giống như là một cái vỏ sòi vậy các bạn. Thì khi nào mà các bạn nhìn ra các bạn thấy kích thước nó khá lớn, nó có một cái rốn là một cái chấm nhỏ, và nó có các cái hạt, nó có các cái vân tăng trưởng giống như dạng hình vỏ sòi như thế này, thì đây là hạt tinh bột khoai tây. Rồi vậy thì bây giờ mình nhắc lại chức năng của ba cái loại lạp. Đầu tiên là lục lạp thì chức năng của nó là gì? Quang hợp. Sắc lạp thì chức năng của nó là tạo màu sắc cho quả, cho hoa, cho thân cây, có khi cho củ nữa. Vô sắc lạp thì nó có chức năng là tích trữ tinh bột, thì nó thường nằm ở củ và hạt. Tại vì tinh bột thì nó thường nằm ở củ và hạt, nên là nó sẽ nằm ở củ và hạt. Rồi
một cái nữa mình học đó là không bào. À, không bào thì một đến nhiều túi hình dạng kích thước biến thiên nằm trong chất tế bào và nó chứa dịch không bào, à, hay là dịch tế bào đó. Yeah. Và thành phần của dịch tế bào gồm 90 đến 95% là nước. Ngoài ra còn có các cái chất dự trữ cũng như là chất cặn bã kết tinh, ví dụ như là canxi carbonate hay là canxi oxalate. À, thì đây là những chất cặn bã kết tinh. À, thì đây là cái không bào này bạn. À, hầu như nó là cái bào quang mà lớn nhất nằm trong tế bào thực vật. Rồi vai trò của nó là gì? À, nó lớn như vậy để nó tích lũy chất dự trữ này và chất cặn bã. Yeah. Ngoài ra nó tham gia vào quá trình trao đổi nước. Tại vì sao? Thành phần lớn nhất của nó là nước, à, nên nó tham gia vào quá trình trao đổi nước nhờ vào áp suất thẩm thấu của dịch tế bào. À, vậy thì mình phải nhớ, khi mà nhắc tới không bào phải nhắc tới, mình phải biết là kích thước. Kích thước lớn, đúng không? Kích thước lớn, thành phần của nó là nước, nên là cái vai trò của nó là trao đổi nước. Trao đổi nước. Rồi, ngoài ra nó lớn nên là nó tích trữ. Tích trữ cái gì? Chất dự trữ cũng như là chất cặn bã. À, mình học bao nhiêu đây thôi là bao quát hết cái slide này rồi các bạn. Kích thước lớn nên nó tích trữ được chất dự trữ và chất cặn bã. Ngoài ra cái thành phần chính của nó gồm có nước là chủ yếu nên là nó trao đổi nước với môi trường bên ngoài. À. Rồi tiếp theo là về tinh bột. Tinh bột thì đây là một cái dạng rất là phổ biến có trong rễ củ, thân rễ hay là thân củ hoặc là hạt. À, thì hồi nãy thầy đã nói các cái hạt tinh bột nó sẽ có những cái đặc điểm nhận biết khác nhau. Thì dựa vào những cái đặc điểm nhận biết này thì chúng ta có thể nhận biết được cái hạt tinh bột này là của loài nào. À, ví dụ như ở đây trên bảng này ở bên phải nó là hạt tinh bột của tinh bột gì bạn? Khoai tây. À, đúng rồi, nó là tinh bột khoai tây ha, đúng rồi, nhìn vào là biết liền á, nhìn như là cái vỏ sò vậy đó. Yeah. Và đây là cái hạt tinh bột khoai tây này bạn, nó nằm rất là nhiều trong tế bào. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một số cái hạt tinh bột khác như thế này. Đầu tiên là tinh bột rong giềng. À, tinh bột rong giềng nó rất là giống với tinh bột khoai tây. À, nó rất là giống với tinh bột khoai tây, nó cũng có được những cái đường vân tăng trưởng như thế này, này. Tuy nhiên ở đây nó có rốn hoặc là nó có tể không bạn? À, nó không có tể ha. Và kích thước của nó thì nó biến thiên. À, so với cái thằng này nè, kích thước cũng biến thiên nhưng mà nó có tể nè và các cái vân tăng trưởng. Tuy nhiên của dông riềng á, nó chỉ có vân tăng trưởng thôi chứ nó không có tể. À, nó không có tể ha. Rồi, tiếp theo là đậu xanh. Ai đậu xanh? Thì đậu xanh là một trong những cái thằng mà rất là dễ nhận biết với cái tể hình xương cá. Tể hình xương cá. À, nó như thế này nè bạn. Đó, thì các bạn có thấy cái hạt nào mà nó dài như cái hạt đậu xanh và nó có cái tể hình xương cá thì auto nó là đậu xanh. Yeah. À, cái này tể rất là đặc biệt ha. Rồi, cái thứ ba đó là hạt tinh bột gạo. À, tinh bột gạo là một trong những cái hạt tinh bột mà rất là nhỏ. À, và mặc dù nó như vậy nhưng mà nó sẽ có một số cái đặc điểm mà chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được. Cái thứ nhất đó, là về hạt tinh bột nó sẽ rất là ít khi nằm riêng lẻ. Mà nó mọc thành, nó nằm thành cụm như thế này nè bạn. À, nó là các tế bào hình đa giác, không đều, nằm thành cụm. À, mặc dù nó có tể nhưng mà tể nó rất là nhỏ và chúng ta rất là khó nhận biết ha. Các bạn chỉ cần nhớ hạt đa giác nè, không đều và thường nằm thành cụm. À, thì nó là gạo. Yeah. Rồi, hoặc là tinh bột khoai tây hồi nãy mình đã nói rồi ha. Rồi, hạt tinh bột sen. À, cái tinh bột sen này nó rất là giống với tinh bột đậu xanh này bạn. À, nó rất là giống với tinh bột đậu xanh. Tuy nhiên là cái tinh bột của cái tinh bột sen á thì cái hình dạng của nó biến thiên hơn nhiều. À, nó rất là đa dạng, nó có thể là hình thoi, nó có thể là hình thuôn dài, là nó có thể là hình tròn. Và cái tể của nó cũng vậy. Mà cái tể của hạt đậu xanh đó, nó là một cái hình xương cá rất là sâu, rất là đậm á. Nhưng mà tể này nó chỉ là một cái đường, nó cũng là hình xương cá luôn, nhưng mà nó chỉ là một cái rãnh thôi bạn. À, nó chỉ là một cái rãnh như thế này thôi và nó rất ít khi chia thùy, hoặc là nếu mà có chia thùy á, thì nó sẽ chia thùy dạng hành sao đó, nó chia thùy dạng hành sao như thế này á. Cái sao này nó hơi lố rồi, thôi kệ này không quan tâm. Yeah. Đó, dạng như thế. Rồi, cái hạt tinh bột ý dĩ này nè, à, đâu rồi, à, hạt tinh bột sáng dây.
thầy tìm ha, hạt tinh bột sáng dây đây. Tinh bột sáng dây là một trong những cái hạt tinh bột mà nó rất là đẹp bạn. À, cái hạt tinh bột này rất là đẹp ha. Nếu mà các bạn được soi dưới kính hiển vi á, khi mà chúng ta dịch chuyển cái ốc vi cấp á, là cái ốc lớn á, dịch chuyển cái ốc lớn, dịch chuyển ốc vi cấp là ốc nhỏ đó bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái hình dạng này nó có cái cấu trúc không gian giống như là cái hình 3D vậy đó bạn, nhìn rất là đẹp ha. Và cái kích thước của nó cũng không đều, và cái tể của nó cũng rất là đa dạng, từ tể hình nốt, hoặc là tể hình sao, hoặc là tể hình rãnh sâu vân vân, nó rất là đa dạng. Nhưng mà một đặc điểm nhận biết của cái tinh bột sắn dây này đó là khi mà chúng ta lắc ốc vi cấp thì nó sẽ lên một cái thể giống như thể hình 3D vậy đó bạn, rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo một thành phần nữa đó là inulin. Inulin đây là cái đồng phân của tinh bột, nó là đồng phân của tinh bột. Tinh bột á, thì nó không tan trong nước, nhưng mà inulin thì nó tan được trong nước, tại vì cấu tạo của inulin là từ các cái đường fructo. Còn tinh bột á, tinh bột nè thì nó cấu tạo từ đường gluco, nó chỉ khác nhau một chút xíu thôi. Nó khác nhau một chút xíu nhưng mà tính chất của nó là khác rồi. Inulin thì được cấu tạo từ các cái đường fructo, polyfructose. Nó tan được trong nước và nó kết tinh trong cồn cao độ, và nó ở củ một số cây họ cúc. Và cái inulin này nè, hiện nay á, là người ta sử dụng cái inulin này rất là nhiều trong cái trường hợp là nó, nếu mà bạn nào mà nó sao ta, hoặc là bạn biết người nào mà bị về các cái vấn đề về lipid huyết á, thì người ta rất là hạn chế sử dụng chất béo, đúng không? Thì người ta sử dụng một cái hợp chất thay thế đó là inulin. Tại vì cái chất này nó cũng có cái vị béo tương tự như là chất béo vậy đó, nhưng mà nó không có làm cho những cái người bị lipid huyết á, nó tăng về cái hàm lượng lipid cũng như là hàm lượng glycerid. Mặc dù nó có vị béo nhưng mà nó không có cung cấp năng lượng, chính vì vậy mà nó được sử dụng cho những cái người nào mà bị lipid huyết, bị mỡ máu rồi đó. Rồi một cái nữa đó là về protein. Nó là hạt không màu, hình cầu hoặc là hình bầu dục, người ta gọi nó là hạt aleuron. Hạt aleuron là cái hạt này nè. Cái này là nhuộm lên mình mới thấy nó màu xanh nha bạn, nếu không là bình thường nó là hạt không màu ha. Rồi tiếp theo là hạt lipid, thì nó là hạt, nó là dầu mỡ thôi, hoặc là dạng nhựa gom, nó là sản phẩm oxy hóa trùng hợp của dầu mỡ, hoặc là và của tinh dầu. Tinh dầu mà bị trùng hợp thì nó sẽ tạo ra nhựa. Chà. Ngoài ra còn có một số cái tinh thể, thì các cái tinh thể oxalate này nó là cái dạng gì bạn? Đây là các cái sản phẩm chuyển hóa, hay là gọi là các cái sản phẩm phụ đó, các cái chất thải đó, các cái chất thải trong tế bào thực vật đó, thì nó có rất là đa dạng và hình dạng á. Ví dụ như nó có hình cầu gai nè, hoặc là nó có hình khối, hoặc là nó có hình hạt cát nó như thế này, hoặc là đôi khi nó sẽ có hình kim nó như thế này. Rồi đây là bào thạch. Đây cũng là dạng chất cặn bã, nó cũng là canxi carbonat. Ví dụ ở đây cái này là gọi là cái nang thạch này. Nang thạch là ở đây nó cũng là cái nang thạch này, này. Nó thường gặp ở lá đa hoặc là lá dâu tằm. Rồi một phần nữa là về nhân tế bào. Nhân tế bào thì có ở tế bào thực vật, trừ những cái tế bào mà trừ mạch ray, trừ mạch ray. Mạch ray thì nó không có, trừ những cái tế bào mạch ray thì nó không có nhân tế bào. Kích thước từ 5 đến 30 micromet. Mỗi tế bào có một nhân. Nhưng mà đối với cái ngành tảo và ngành nấm thì nó từ một đến nhiều nhân, một đến nhiều nhân. Và hình dạng và vị trí của nó thì cái tế bào non thì hình cầu ở giữa tế bào, ở giữa tế bào. Và đối với những cái tế bào lớn hơn mà đã phân hóa nhiều rồi thì nó hình bầu dục và nó gần vách tế bào. Ở trạng thái nghỉ gồm màng nhân, chất nhân và hạch nhân. Màng nhân, chất nhân và hạch nhân. Rồi đây ha, đây là cái nhân tế bào của mình nè. Thì đây là ở một cái tế bào còn non.
Nhưng mà khi cái tế bào nó già đi á, thì cái không bào của nó tăng lên à, thì cái kích thước không bào tăng lên thì nó làm ép cái nhân của mình nó sát vào trong cái vách tế bào và nó bị dẹp xuống như thế này à. Rồi đây là cái nhân ở trong tế bào. Rồi chức năng của nhân tế bào là à, duy trì và truyền thông tin di truyền à, ngoài ra còn có à, vai trò trong cái trao đổi chất cũng như là tham gia vào các quá trình tổng hợp của tế bào này, rồi giúp tế bào lông hút hấp thu nước nè và muối khoáng à, vai trò trong sự tạo màng tế bào à, vai trò điều hòa các cái sản phẩm quang hợp và việc tạo tinh bột. Rồi các bạn chờ thầy chút xíu ha. Rồi, alo, các bạn có nghe thầy nói không? Dạ nghe. Ok, rồi chúng ta đi tiếp ha. Rồi, đây là chúng ta nhìn lại chung về cái cấu tạo của tế bào. À, nó gồm vách tế bào nó nằm phía bên ngoài nè, có vai trò nâng đỡ, che chở và bảo vệ. Ở phía trong là màng tế bào. Có vai trò là nó cũng là bảo vệ, nhưng mà cái màng tế bào này nó có khả năng à, tăng lên về cái kích thước à, nhờ vào cái gì bạn à, nhờ vào bộ máy Golgi à, tăng kích thước nhờ vào bộ máy Golgi. Rồi lạp thể thì nó chứa lục lạp, sắc lạp và vô sắc lạp à, không bào thì nó chứa chất dự trữ và cặn bã à, ngoài ra còn có một cái nữa là trao đổi nước chưa? À, đây là chất cặn bã này à, ví dụ đây là tinh thể canxi oxalat hành cầu nè, và đây là dạng hành kim à, đây là dịch tế bào trong không bào. Đây là ti thể, có vai trò của nó là gì? Tạo năng lượng. Đó. Đây là chất tế bào, đây là các cái hạt tinh bột, dịch tế bào, nhân nhân con, hạt ribosome, có vai trò của nó là tổng hợp. Tổng hợp protein. Đúng rồi, tổng hợp protein. Rồi. Thì bây giờ chúng ta so sánh một chút về cái tế bào động vật cũng như là tế bào thực vật ha. À, hai cái tế bào này nó giống nhau thì nó đều là tế bào nhân thực hết. Tế bào nhân thực thì tế bào có nhân à, nó có nhân rõ ràng, phân hóa rất là rõ. Nhân thực là nhân mà có màng nhân à, nó phân chia rõ ràng một cái bộ phận như thế gọi là nhân thực ha. Rồi cấu tạo từ ba thành phần chính, đó là về màng sinh chất nè, tế bào chất và nhân tế bào à, rồi bào quang tương tự như nhau, nó đều có ti thể, nó đều có lưới nội chất, nó đều có màng sinh chất, vân vân. Nhưng mà ở đây nó không có một cái gì bạn, có một cái bào quang mà chỉ có ở tế bào thực vật thôi, và động vật không có, nó là gì? Lục lạp. Lục lạp. À, lục lạp chính xác, lục lạp ha, nó chỉ có ở tế bào thực vật thôi ha. Rồi trao đổi chất bằng vận chuyển chủ động hoặc là thụ động à, xuất nhập bào. Rồi một số cái điểm khác nhau, ví dụ như là vách cellulo á, thì chỉ có ở tế bào thực vật thôi, còn tế bào động vật thì nó không có. Là lục lạp à, chỉ có ở tế bào thực vật thôi. Là chất dự trữ nó cũng khác nhau, thì đối với tế bào động vật thì nó sẽ dự trữ là glycogen hoặc là mỡ à, glycogen là một dạng dự trữ của glucose nha bạn. Rồi còn về tế bào thực vật thì nó dự trữ tinh bột và dầu. Trung tử thường có hoặc là không.
À, bên này nó có nhưng mà thường đa số là nó không có trung tử. Về không bào thì không bào bên tế bào động vật thì nhỏ hoặc là không có. Nhưng mà đối với tế bào thực vật thì không bào nó rất là lớn, tại vì nó có cái vai trò quan trọng. À, vai trò rất là quan trọng của thực vật. Rồi. Trong môi trường nhược trương thì cái tế bào động vật á, nó tăng lên về kích thước, tuy nhiên là nó không có vỡ. Nhưng mà ở tế bào thực vật nó tăng lên về kích thước nhưng mà nó vỡ. À, tại sao nó vỡ bạn? Bạn nào giải thích được không? Vì lớp tế bào nó cứng thì... À, chính xác ha. Bạn nói tên gì vậy? Dạ, Oanh Dược Ba. Oanh Dược Ba đúng không? Rồi, xíu nữa thầy cộng cho bạn điểm ha. Oanh Dược Ba. Rồi, xíu nữa nói đầy đủ họ tên đó. À, thầy có danh sách điểm danh đây, nhưng mà bây giờ làm sao điểm danh cho các bạn đây? 190 đứa là mệt lắm. Rồi, tại vì nó có cái vách tế bào, vách cellulo đó, à, nó rất là cứng. Và nếu mà thay đổi cái kích thước phía bên trong một cách đột ngột thì nó làm cho cái vách tế bào nó bị vỡ ra. À, còn đối với ở tế bào động vật thì nó không có cái vách cứng như thế, nên là cái tế bào của nó cứ căng lên thôi, nó to lên thôi. Rồi, đây là toàn bộ cái phần mà về các cái cơ quan bào quang và các cái chức năng của các cái bào quang trong cái tế bào thực vật. À, rồi, tạm thời thì chúng ta sẽ nghĩ đến các bạn